Nhưng mà khi mình tu mà mình vào được trong chân tánh của mình rồi đó, thì sau đó thì mình xuống núi để mình hòa nhập vào ở trong nhân gian để mình giúp đỡ chúng sinh. Nhưng mà ở trong đây thì bốn câu này nói rằng có những người tu họ ở chỗ vắng vẻ và họ khinh rẻ trong nhân gian, có nghĩa là họ nghĩ rằng họ tu cao, họ tu giỏi và ở trong nhân gian này thiếu những bậc nhân sĩ đại tài. Đây là những người tu nào mà trong tâm mà tu ở nơi vắng vẻ mà còn khởi được cái tướng nghĩ rằng mình chơn tu và khinh rẻ trong nhân gian, là những người này họ chưa có tiến quá nhiều ở trong tâm linh. Mặc dầu họ ở chỗ thanh tịnh nhưng mà tâm của họ thì lại nằm ở trong cái sự mà tư tưởng quế trược. Vì ham ưa danh lợi, nói pháp cho bạch y, được người đời cung kính như Lục Thông La Hán. Bởi vì những người mà tu mà khi mà họ thấy cái người bạch y đây là Đức Phật muốn chỉ cho cái hàng cư sĩ. Khi mà họ thấy người bạch y mà những người bạch y đó họ có danh lợi, họ có giàu sang, thì những cái người tu sĩ mà ẩn danh này họ sẽ tùy duyên, họ thâu đệ tử hay là họ tìm mọi cách để họ có thể nói pháp cho những người này bằng cách là giúp cho những người bạch y này họ tin hiểu cái giáo pháp, nhưng mà tin hiểu với cái ý nghĩa của họ chứ không phải trong cái Phật pháp. Để chi vậy? Để họ chuyển cái hàng bạch y này, họ đi vào ở trong cái danh lợi. Người đó ôm lòng ác, thường nghĩ diệt thế tục, giả danh A Luyện Nhã, ưa nói lỗi chúng con. Họ nghĩ rằng họ tu ở nơi vắng vẻ và đồng thời họ có nhiều đệ tử bạch y, thì lúc đó họ thị phi nhân ngã, có nghĩa là thay vì họ dùng cái tâm để tham thiền nhập định thì họ dùng cái tâm họ nói sau lưng ông thầy này như vậy, ông thầy kia như vậy, để chi vậy? Để làm mất đi cái niềm tin của Phật tử đối với vị thầy đó. Quý vị nên nhớ rằng Đức Phật thời xưa cũng vậy, chính ngài cũng đã thị phi một vị sư huynh của mình, khi mà vị sư huynh đó lên cái bảo tòa thuyết pháp được rất nhiều quốc vương đại thần cũng như là tất cả cư sĩ mà ái mộ, thì Đức Phật đem cái lòng ganh tị và nói xấu sau lưng cái vị quốc sư này, nói xấu sau lưng vị sư huynh này. Do đó vị sư huynh này lại bị tất cả những cái vị quốc vương cũng như là những vị bạch y coi thường. Bởi vì do cái sự việc này mà Đức Phật trả nhiều cái nhân quả rất là nặng. Sau này nếu mà có dịp thầy sẽ giảng về những nhân quả mà Đức Phật đã gieo ở trong cái đời quá khứ cho tất cả đại chúng nghe. Giả danh A Luyện Nhã, ưa nói lỗi chúng con mà nói thế này. Các bọn tỳ kheo kia vì lòng tham dưỡng lợi, nói luận nghĩa ngoại đạo, tự làm kinh điển đó, dối lầm người trong đời. A Di Đà Phật. Có những người họ cũng dám cho rằng cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này cũng như là cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm là do tất cả những cái vị tăng sĩ sau này làm nên, chứ không phải là lời nói của Đức Phật. Đây là tự họ đã chặt đi cái mầm mống Phật tánh của họ. Quý vị nên nhớ rằng mình mà nói những cái điều gì mà ác khẩu, người khác chưa bị hại mà chính mình đã chặt đứt những cái thiện lành, chặt đứt tất cả những cái chân như Phật tánh của chính mình. Do đó trên đường tu, nếu mà một cái người mà thật sự tu chân thật là không bao giờ thị phi nhân ngã, không bao giờ nói lỗi của bất cứ một vị thầy nào ở sau lưng. Quý vị là cái người chân chánh, muốn mà chỉnh tất cả quý thầy đó, đưa quý thầy đó trở về con đường thiện lành, thì quý vị hãy can đảm đến ngay trước mặt mà nói. Đừng bao giờ thị phi nhân ngã nói sau lưng. Bởi vì quý vị nói sau lưng rồi thì tất cả những gì quý vị nói chưa chắc gì quý vị thấy đã là thấy sự thật, chưa chắc gì quý vị đã nghe đúng lời của những gì mà bạch y nói. Như vậy khi mà mình thị phi nhân ngã thì mình sẽ bị lãnh tất cả nhân quả của mình. Vì muốn cầu danh tiếng mà giải nói kinh đó, thường ở trong đại chúng mà muốn phá chúng con. Cái phần này rất là nhiều. Có những vị đại pháp sư khi họ lên pháp tòa họ giảng kinh rất là hay, thì lại có một những vị họ cũng là trong cái hàng tu, nhưng mà họ có tâm ganh tị rất lớn. Do đó khi mà họ tìm mọi cách họ phá không được thì họ bắt đầu họ gieo cái tiếng xấu ở sau lưng của vị pháp sư đó, hay là vị nói nhỏ với những cái người đệ tử của họ để mà đi truyền bá những cái xấu của cái vị pháp sư đó.
Quý vị nên nhớ điều này, thầy muốn nhắc lại cho quý vị để quý vị nhớ, để mình đừng bao giờ thị phi nhân ngã, để rồi mất đi cái bản tánh Phật tánh của mình. Trong cái thời của Đức Phật, một cái người đã giết 999 người như ông Vô Não mà Đức Phật còn cho vào cái hàng tăng chúng. Và tại sao vậy? Là tại vì ông Vô Não, ông đã làm trong sự mê lầm. Lúc đó ông chưa biết Phật đạo. Quý vị nên nhớ điều đó. Cái người mà quá khứ chưa biết Phật đạo làm mê lầm cái tâm mình, chỉ có những người mà giàu ở trong Phật đạo mà không có làm chân chánh, cái đó mình mới có thể nói. Một nàng ca nữ là Liên Hoa Sắc. Đó, quý vị thấy không? Là bán mình ở Lầu Xanh. Mà Đức Phật vẫn còn nhận vào ở trong cái giáo đoàn của giáo hội Ni. Như vậy thì quý vị thấy rằng mọi người đều có một cái quá khứ. Nhưng mà quá khứ của đời người nó không có gì mà mình phải cần phải thị phi hết. Nha. Mọi người đã làm xấu thì tự có nhân quả họ đã nhận lấy. Còn mình thị phi, tất nhiên là mình đã chặt đứt đi những cái niềm tin Phật Pháp. Mình đã, chẳng những mình chặt đứt đi những cái Phật tánh, cái những cái mà trong sạch ở trong tâm mình còn chặt đi những cái Phật tánh của những người khác. Bởi vì có những người Phật tử họ chưa biết gì hết, khi họ nghe mình nói điều đó cái họ tin ngay à. Mà quý vị nên nhớ, người ta mới bắt đầu đi tìm đạo, người ta mới bắt đầu đi tìm học đạo, mà mình chặt đi cái niềm tin của họ thì tất cả những cái tội lỗi mà người đó làm sau này quý vị lãnh hết. Nhớ điều đó. Nên quý vị đừng bao giờ thị phi nhân ngã. Ai tu có nhân quả hết. Ừ, rồi tự động nhân quả đến và họ sẽ trả thôi. Quý vị không nói họ cũng phải bị cái nhân quả. Vì muốn phá chúng con, đến quốc vương quan lớn, Bà La Môn cư sĩ và các chúng tỳ kheo khác chê bai nói xấu con. Đó là người tà kiến, nói luận nghĩa ngoại đạo. Chúng con vì kính Phật nên nhận các điều đó. Quý vị thấy các vị Đại Bồ Tát tội nghiệp không? Mặc dầu rằng nghĩa là ngồi cái bồ đoàn mà nói pháp, nhưng mà bị người ganh tị, mà các ngài vẫn nghĩa là thản nhiên, các ngài vẫn có lòng tha thứ, các ngài vẫn dùng cái hạnh nhẫn nhục của Đại Bồ Tát để mà đưa tất cả những việc ác đó nó đi ra ngoài tâm. Điều nhẫn các việc ác đó bị người đó khinh rằng các người đều là Phật, lời khinh mạng đường ấy đều sẽ nhẫn nhục được. À, có nhiều người họ lợi họ trước mặt mình đó, họ nói mỉa, họ nói ông khỏi tu ông cũng thành Phật nữa. Đây là một cái lời nói mỉa nha. Lời nói mỉa là ông không tu ông cũng sẽ thành Phật, nhưng mà thật sự ra với các Đại Bồ Tát thì cái sự nói mỉa này nó đâu có ảnh hưởng gì. Đây là một cái lời phú chúc tốt đẹp chứ đâu có cái gì đâu. A Di Đà Phật. Rồi mai mốt quý vị học tới cái ngày thường bất khinh, quý vị sẽ thấy cái điều này. Trong đời ác kiếp trước, nhiều các sự sợ sệt, quỷ dữ nhập thân kia, mắng rửa quỷ nhục con. À, quý vị thấy ngoài cái vấn đề ngoại đạo nó phá cái đạo Phật thì còn có một số quỷ thần nữa. Những cái quỷ thần này đó, họ lợi dụng những cái người mà có cái tính tâm mà yếu đuối. Họ lợi dụng những cái người mà có cái tâm thần họ ương hèn. Thì những quỷ thần này nó nhập vào, nó làm những cái việc rất là kỳ bí, và đồng thời nó gieo những cái tiếng mà không được tốt cho những người mà giảng kinh Phật, nhất là những người mà giảng kinh Pháp Hoa này. A Di Đà Phật. Chúng con kính tin Phật sẽ mặc giáp nhẫn nhục, vì nói kinh này nên nhẫn các việc khó, con chẳng mến thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thường. Quý vị thấy các Bồ Tát nói những cái kệ nghe rất là dễ thương. À, vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh mà những vị này họ không tiếc thân mạng, họ chỉ tiếc thương cái đạo vô thượng thôi. Tiếc thương cái gì? Tiếc thương là cái đạo này không đến tay chúng sinh, không đến được tay những người mà có cái tâm mà giải thoát, để cho những người đó họ được giải thoát. Chứ còn thân mạng của những Đại Bồ Tát các ngài không còn liên tiếp. Tại sao vậy? Là tại vì các ngài biết rằng cái thân mạng này do tứ đại mà thành, tứ đại mà thành thì nó sẽ theo vô thường mà nó tan hoại đi, thành ra thân mạng các ngài không tiếc. Mà các ngài chỉ tiếc thương cái đạo thôi. Là cái đạo mà nó không được truyền hóa cho tất cả muôn sinh thì các ngài rất là đau đớn. Cái điều này đối với cái người mà chân tu họ đau đớn lắm. Cái đạo mà nó bị ngưng bích rồi đó thì cái giống như là huyết mạch của người đó nó sắp mà chấm dứt kìa. Thành ra cái người tu mà chân chánh
họ dùng những cái lời pháp rất là chân chánh để họ truyền bá để cho tất cả đều được giải thoát. Chúng con ở đời sau hộ trì lời Phật dạy, Thế Tôn tự nên biết, tùy theo ác đời trượt, chẳng biết Phật phương tiện, tùy cơ nghi nói pháp, châu mài nói lời ác, luôn luôn bị xua đuổi, xa rời nơi chùa tháp. Các điều ác như thế, nhớ lời Phật dạy bảo, đều sẽ nhận việc đó. À, như vậy thì quý vị thấy không, có những vị mà tùy theo, đây là cái chỗ này các vị Đại Bồ Tát không nói đến các vị mà kêu là ở tại gia nữa, mà nói đến những cái người pháp hữu của mình. Như nãy thầy có trình bày là trường hợp như Đức Bổn Sư của mình trong cái thời quá khứ cũng đã thị phi nhân ngã vị sư huynh của mình khi vị đó ngồi pháp tòa, mà được tất cả những vị quốc dương và những vị bạch y cư sĩ trưởng giả đã cúng dường. À, do thị phi đó thì bây giờ cũng vậy. Trong cái lời này thì các chư Bồ Tát lặp lại cũng giống như vậy. Là có những cái vị tỳ kheo mặc dù đã tu rồi nhưng mà tâm cái mạng, cái tâm mà ganh tị vẫn còn. Do đó mà những vị này sẽ luôn luôn tìm mọi cách để mà ngăn chặn sự truyền pháp của những vị Đại Bồ Tát Pháp Sư. Nhưng mà những vị này nói rằng các con sẽ dùng cái giáp nhẫn nhục để mà che đỡ những cái việc đó. Xin Đức Thế Tôn chớ lo. Các thành ấp xóm làng kia có người cầu pháp, con đều đến chỗ đó nói pháp của Phật dạng. Thì quý vị thấy không, có nghĩa là những vị Đại Bồ Tát này họ không, nghĩa là chẳng những không tiếc thân mạng, mà nơi nào có người cầu pháp là họ đều ra đi để mà họ truyền pháp. Bởi vì tại sao? Bởi vì những vị Đại Bồ Tát tất nhiên là sứ giả của Như Lai, hành Như Lai sự. Những vị này có cái bổn phận là phải truyền Phật pháp để cho mọi chúng sinh đều được giải thoát. Đó là tâm hạnh của Đại Bồ Tát. Còn người nào mà ngăn lại tất cả những con đường mà tiến hóa tâm linh của chúng sinh thì những người đó thật sự, dầu họ có mặc cái áo đạo, họ dầu cho họ có làm việc thiện lành ở ngoài xã hội, có tốt đẹp cách mấy đi nữa, thì họ cũng là thiên ma mà thôi. Bởi vì họ đã ngăn chặn con đường tiến hóa của mọi chúng sinh, thì những người đó họ không xứng đáng vào cái chức Bồ Tát. Con là sứ của Phật, ở trong chúng không sợ. Con sẽ khéo nói pháp, xin Phật an lòng ở. Con ở trước Thế Tôn, mười phương Phật đến nhóm, phát lời thệ như thế, Phật tự rõ lòng con. Đây là một cái lời thệ nguyện của tất cả các chư Đại Bồ Tát, mà các ngài thấy rằng cái bổn nguyện của mình phải được cái hoàn thành. Và trước khi mà các ngài đi vào ở trong cái thế mười phương thế giới độ chúng sinh, thì nói kệ này để cho Đức Phật Thế Tôn chứng minh cho, có sự hộ lực, thần lực của Đức Phật cho. Mà khi mà Đức Phật chứng minh và có sự hộ lực của các chư Phật mười phương rồi, thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa này mãi mãi vẫn lưu truyền ở nhân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục phẩm kế tiếp là phẩm An Lạc Hạnh. Dạ, A Di Đà Phật. Lúc bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát bạch Phật rằng, Thế Tôn, các vị Bồ Tát này rất là ít có, vì kính thuận Phật nên phát thệ nguyện lớn, ở nơi đời ác sâu, hộ trì, đọc nói kinh Pháp Hoa này. Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát, ở đời ác sâu, thế nào mà có thể nói được kinh này? Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu vị Bồ Tát ở đời ác sau muốn nói kinh này, phải an trụ trong bốn pháp. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thì thầy bắt đầu vào trong cái phẩm kinh thứ 14, tất nhiên là phẩm An Lạc Hạnh. Thì đầu tiên, thế nào gọi là An Lạc Hạnh? An đây tức là lòng luôn luôn an vui, luôn luôn tinh tấn mà tu hành trong pháp của Phật. Lạc đây tức là lòng hoan hỷ với mọi pháp, thông suốt vạn pháp, thấu triệt được các tướng ngã nhân chúng sinh thọ giả, nên tâm hằng được vui vẻ và phúc lạc. Hạnh là oai nghi tế hạnh, điều viên mãn, tâm được thông mà thuyết cũng thông, lời nói và